Xin chào các bạn, mình là Tuấn Anh, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm chạy video đa nhiệm trên thiết bị của mình nhé. Thì đây là cái phần mềm Ola Player do bạn Tuấn Duy trong kênh của mình giới thiệu và mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn đó luôn. Thì cái phần mềm này có thể giúp các bạn vừa xem video của YouTube hoặc là những video trong thiết bị của các bạn. Và sau đó các bạn có thể làm những công việc khác, ví dụ như là nhắn tin với gấu, hoặc là các bạn có thể chơi những cái trò chơi vớ vẩn, hoặc là lướt Facebook và vừa xem video vừa lướt Facebook ha, rất tiện. Thì nó sẽ có một cái màn hình nhỏ cho các bạn như thế này, bạn xem ha. Thì mình có thể mở âm lượng lên như thế này, mình xem một cách rất là bình thường. Đấy các bạn xem. Và ngoài ra nó còn có những cái chế độ xem khác nhau, ví dụ như là mở rộng màn hình ra hoặc mở rộng màn hình như thế này. Đó. Hoặc là một cái ô nhỏ hơn lúc nãy nữa. Nó như thế này, chỉ bé như vậy thôi và các bạn có thể di chuyển cái ô này đi bất cứ nơi đâu trên màn hình của mình ha. Đó. Rất là dễ như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi, mình giới thiệu phần mềm này cho các bạn nhé. Thì cái phần mềm của chúng ta có tên là Ola Player như thế này. Đây. Không biết các bạn thấy rõ không? Đó, đây là phần mềm của chúng ta ha, Ola Player. Thì các bạn có thể lên CH Play và tải về với cái tên này luôn, Ola Player, rất là dễ thôi. Và cái ứng dụng này nó cũng miễn phí và có sẵn trên CH Play luôn ha các bạn. À, công việc của các bạn chỉ cần là vào cái CH Play, gõ tên là Ola Player như thế này, sau đó tải về và cài đặt như bình thường. Thì sau khi tải về các bạn cũng không cần phải cài đặt gì đâu. Các bạn vô thẳng một cái video của mình, ví dụ đây mình xem cái video trên YouTube đi ha. Mình sẽ vào một cái video. Rồi, mình sẽ mở một cái video bất kỳ đi. Ví dụ là cái video này đi. Và mình mở lên như vậy ha. Thì ví dụ để mình xem được cái video này thì các bạn nhấn vào cái nút chia sẻ ngay đây này. Đây các bạn thấy cái nút chia sẻ của nó không? Đây. Mình nhấn vào nút chia sẻ này ha. Rồi, mình kéo xuống mình chọn cái tên ứng dụng của chúng ta là Ola Player như thế này. Đây. Các bạn kích vào. Thế là xong, nó xuất hiện cho chúng ta một cái màn hình như vậy, các bạn có thể kéo và di chuyển nữa ha. Và bây giờ các bạn có thể hoàn toàn mở thêm một cái video nữa mà nó không hề tắt cái này đi. Bây giờ mình sẽ mở thêm một cái video nữa trên này. Nhưng mà mình chỉ xem được ngay trên YouTube này thôi ha. Các bạn mà chia sẻ qua cái Ola này thì nó sẽ tắt cái Ola này đi. Đó ở đây, mình đang chạy hai cái video cùng lúc luôn. Mình thoát cái này ra màn hình thì nó vẫn còn ha. Đó, rất là hay. Rồi vậy là ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng xem video trên cái thiết bị của mình. Vừa xem video vừa có thể làm những cái công việc khác nhỏ nhỏ, ví dụ như là nhắn tin hoặc là lướt Facebook, lướt Zalo. Và nếu bạn nào có bất kỳ thắc mắc đối với cái phần mềm này thì có thể liên lạc với mình qua Facebook hoặc là comment ngay bên dưới. Và khi rảnh rỗi mình sẽ vào mình trả lời comment của các bạn. Và cuối cùng nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và đừng quên subscribe kênh của mình để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.